Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Juda, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn người đứng dậy, rời bàn ăn cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: Nếu thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được trung phần với thầy. Ông Simon Ph Phêrô liền thưa: Vậy thưa thầy xin cứ rửa không nhận chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông, ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào về chỗ và nói: anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm. Vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào Tam Nhật Thánh với thánh lễ Tiệc Ly. Thánh lễ hôm nay có phần đặc biệt vì trong thánh lễ hôm nay chúng ta sẽ làm lại tất cả những cử chỉ mà Đức Giêsu đã làm trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ. Đức Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể khi người cầm lấy bánh và nói: "Đây là mình Thầy." Khi ngài cầm lấy chén rượu và nói: đây là máu thầy. Đức Giêsu đã thiết lập bí tích truyền chức thánh khi Ngài nói với các môn đệ: "Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy." Và cuối cùng chúng ta sẽ đi lại con đường của Đức Giêsu từ nhà Tiệc Ly đến vườn cây dầu. Chúng ta sẽ cùng canh thức với Đức Giêsu trong đêm hấp hối đau buồn nhất trong cuộc đời của ngài khi chúng ta tái hiện lại tất cả những cử chỉ đó một câu hỏi luôn đặt ra trong mỗi người chúng ta đó là vậy đâu là sợi chỉ xuyên suốt làm nên ý nghĩa trong tất cả những cử hành hôm nay sợi chỉ xuyên suốt đó chính là sự tự hạ của Thiên Chúa, một Thiên Chúa tự hạ đến tột cùng. Khi Ngài là Chúa, là Thầy mà đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, một Thiên Chúa tự hạ đến tột cùng khi Ngài chấp nhận biến mình trở thành lương thực nuôi sống mỗi người chúng ta. Đây là mình thầy bị trao nộp vì anh em. Đây là máu thầy đổ ra trong muôn người được tha tội. Nhưng điều gì đã thúc đẩy Thiên Chúa trở nên tự hạ đến tột cùng như vậy? Thánh Gioan trong bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta câu trả lời khi Ngài mở đầu bài tin mừng ngày hôm nay bằng những lời rất sâu sắc Ngài đã yêu thương những kẻ thuộc về Ngài và Ngài đã yêu thương họ đến cùng. Ngài đã yêu thương họ đến cùng. Chính tình yêu là động lực duy nhất thúc đẩy Thiên Chúa trở nên tự hạ đến tột cùng như vậy. Để ngày hôm nay khi chúng ta làm lại những cử chỉ của Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta chắc chắn Thiên Chúa không cần chúng ta đáp lại. Nhưng tình yêu đó thúc đẩy chúng ta hướng đến một lối sống xứng hợp trong tương quan với Thiên Chúa, với người anh em, chị em của chúng ta. Vì vậy, trong tâm tình của ngày lễ Tiệc Ly hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta khám phá dung mạo của Thiên Chúa, một Thiên Chúa của tình yêu một thiên chúa trong hình ảnh của một người cha, người mẹ luôn yêu thương chúng ta là con cái của Ngài. Để tình yêu đó cùng thúc đẩy chúng ta luôn sống tình yêu với tha nhân như lời nhắn nhủ của Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay. Nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau ước gì mỗi người chúng ta cũng biết rửa chân cho nhau trong đời sống gia đình. Qua cử chỉ yêu thương, qua hành động tha thứ, biết chịu đựng lẫn nhau. Đức giáo hoàng Bio thứ 12 ngày cũng từng chia sẻ với các gia đình trẻ như vậy. Trong một gia đình, nếu người cha biết quên mình chỉ nghĩ đến vợ và các con, nếu người vợ biết quên mình chỉ nghĩ đến chồng và các con nếu các con biết quên mình chỉ nghĩ đến cha mẹ và anh chị em thì gia đình ấy chính là thiên đàng vì gia đình ấy đang thể hiện tình yêu của thiên chúa chúng ta đang sống trong một bối cảnh thực tế mà chưa bao giờ người ta nói về tình yêu nhiều như ngày hôm nay nhưng cũng chưa bao giờ mà hai chữ tình yêu lại bị lạm dụng như ngày hôm nay. Tình yêu bị đồng hóa với sự chiếm đoạt và hưởng thụ. Nhưng ngày hôm nay khi chúng ta cùng với giáo hội cử hành mầu nhiệm tự hạ của Thiên Chúa trong thánh lễ tiệc ly hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta được mặc lấy một cái nhìn khác về tình yêu. Tình yêu được diễn tả trong sự khiêm hạ, biết hy sinh, biết hủy mình ra không, biết từ bỏ chính mình, đó mới là thước đo đích thực của tình yêu. Và ước mong cái nhìn mới về tình yêu khiêm hạ ấy luôn âm hưởng trong tâm hồn và trong lối sống hàng ngày của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Ngài sai tôi đi vào đời niềm tin vui sẽ lòng người. Ngài sai tôi.